Xin kính chào quý vị các bạn. Ở trước mặt các bạn đang là một bộ dùng để chế cái máy phát điện bằng gió, thì hôm nay mình sẽ review và test thử các bạn cái này nó như nào. Thì mình mới mua bộ này về và thấy đây là toàn bộ những sản phẩm mình nhận được khi mua hàng. Thì cái này gồm có một cái máy phát điện gió to đùng nằm ở chính giữa, ba cái cánh bằng nhựa, một cái sắt miếng sắt kia để khi mà các bạn hàn vào cái cột ấy, thì các bạn treo cái này lên, và một bộ ốc cũng như một cái driver màu đen đây các bạn. Đây là driver màu đen đấy. Cái đồng hồ điện kia thì mình để mình quay video để test các bạn xem thôi, chứ không nằm trong bộ sản phẩm này. Thì mình mua cái sản phẩm này nó là bộ sản phẩm 300W 12V, thì tức là khi mà ở cái tốc độ cao quay cao nhất thì nó sẽ cho ra được điện áp là 12V và công suất là 300W. Thế nhưng mà cái đây là tốc độ quay cao nhất, còn khi mà cái gió thường ngày các bạn thì nó sẽ dưới 300W. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test các bạn xem. Quay video đi. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay về đồng hồ xem nhé. Rồi mình sẽ test cho các bạn xem này. Đây là đồng hồ này. Thì đây là thang vôn nhé. Đây mình sẽ ở đây đây là cái máy phát điện 3 pha các bạn nhé. Đấy, 3 pha 3 giây, nhưng giờ mình chỉ đo 2 pha thôi, nhưng mà nó sẽ không chính xác. Bây giờ mình chỉ đo 2 pha thôi. Bây giờ nếu muốn đo 3 pha thì các bạn phải nối qua driver này. Khi các bạn đấu qua thì các bạn sẽ được phải đấu qua ba cái dây vàng này vào đây. Rồi thì đầu ra sẽ có một dây đỏ dây đen, thì thôi hôm nay mình đấu hơi mất thời gian, thì mình sẽ cho nhanh các bạn xem, thì mình sẽ chỉ đấu 2 pha thôi. 2 giây này thôi, thì mình sẽ quay vào đây. Đấy, mình sẽ đặt quay ở đây, thì khi mà các bạn lấy điện đủ 3 pha thì nó sẽ mạnh hơn nhiều và áp sẽ lớn cao hơn. Đấy, các bạn sẽ nhìn đồng hồ nhé, khi mà mình quay rất nhẹ này. Đấy, quay rất nhẹ nó lên được 2V này, 24V này. Khi mà mình quay mạnh này. Đấy, 7V này, đấy 6,9 này. Đấy, khi mà các bạn lắp cái máy này ấy, điện gió nó quay đều và nó sẽ phát điện mạnh hơn. Khi đây mình quay một tí nó dừng như này đấy, thì như các bạn vừa thấy là nó được 6V, cao nhất là 6V. Đây mà chỉ lấy 2 giây nhé, các bạn mà đầy đủ 3 giây ra xuất ra kia nó sẽ cao hơn nhiều. Thì bây giờ mình sẽ như này, mình sẽ tập bình thường nhé, các bạn nhìn vào đây nhé, các bạn nhìn vào cái này đấy, mình quay tự do này, nó quay rất tít đúng không, khi mà chập 2 giây vào ấy nó rất nặng, không quay được luôn, rất nặng kịch kịch kịch, nó không nhận luôn. Bây giờ mình sẽ quay này. Ok, xin mình sẽ chạm lại. Đấy, dừng luôn này. Đấy, các bạn ý nhé. Mình sẽ quay, mình sẽ dừng. Đấy. Bình thường nhé. Bình thường mình không chập dây này. Mình sẽ quay tiếp này. Mình sẽ quay tiếp này. Nhưng mà sau khi mình quay, mình sẽ chập dây vào đây. Mình sẽ chập dây vào đây. Đây, để tí mình chập lại. Đấy, dừng ấy luôn này. Đấy, quay gì nhé. Đấy. Điện rất mạnh, dừng lại luôn. Khi bạn là chạp ba cái này vào nhau, các bạn không cần quay cứng luôn, các bạn khi bạn chạp ba pha vào nhau, các bạn quay cứng luôn này, không quay được, không quay được, rất nặng, rất nặng, rất nặng, không quay được. Đấy đấy, từ đó cho thấy là khi mà điện dòng điện rất mạnh thì nó sẽ dừng lại. Đấy, các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn này, nhìn nhé, dừng lại luôn.